Chào các bạn yêu búp bê nha. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của búp bê Mỹ Doll Shop. Hôm nay thì sẽ có một thùng hàng về. À, có tới 3 thùng hàng về. Thì mình sẽ khui ra cho các bạn xem là trong những thùng hàng này có những món gì nha. Bạn nghe âm thanh rọc không? Âm thanh rọc những cái thùng hàng này rất là vui nhộn luôn. Đây, mình sẽ khui ra. Đây là cái bóc đầu tiên. Có gì trong này? À, là những em Rainbow High luôn, series 3. À, có một em Barbie Look Senator nữa nè. Ô, đẹp quá, một em. Ồ, em này là Don 2 đó. Tóc xù, da đen. À, Rainbow High. Đây, em 2 Karma Nichols. Ồ, quá xanh luôn, màu xanh. Em có một màu xanh này gọi là xanh, xanh đỏ chuối. Quá xinh đẹp. Thêm một cái thùng nữa nha. Thêm bóc này. Để xem trong bóc này khui ra là gồm những gì nha. Đây là những cái bao bì được đóng gói bởi shipper đó. Rồi thì họ ship tới địa chỉ của mình ở bên Mỹ. À, một em LL October Fashion Doll. Rồi tiếp theo nào. À, một em Karma nữa nè. Một màu xanh. Một bộ là gồm có hai bộ. Một bộ đồ trên người và một cái set đi kèm. Sau này mình có thời gian mình sẽ unbox dần dần từng em để cho các bạn có thể hình dung được là trong mỗi box những bộ đồ được thiết kế tinh xảo như thế nào. À, đây là một em Senator nè. Đây là mẫu Barbie Look năm 2021 mới ra. Một em da đen Don 2. Thật là xinh đẹp, khuôn mặt em rất là đẹp đó. Hôm nào mình sẽ khui clip unbox cho bạn xem mẫu này nha. Rồi, tiếp theo là gì nào? Đợi nha. Này là thùng đóng gói nguyên box từ bên Mỹ về đó. Thì đây là một Barbie Fashionista. Để xem, em này là Don 170 màu tím. Thường thì mình mua rất là nhiều luôn. Thì đó, họ sẽ ship vào trong những cái bóc. Rồi, tiếp theo một bóc thứ hai nha. Bạn đợi nè, đó, âm thanh rọc giấy. Hầu như là tuần nào bên shop mình cũng về từ 40 đến 50 ký hàng từ Mỹ. Rồi từ Tây Ban Nha cũng cỡ đó nữa. Nên là để có thời gian á, bọn mình sẽ làm riêng, bọn mình quay những clip ngắn như thế này, khoảng từ 7 đến 10 phút thôi. À, một em Bella Parker nè. Màu này là màu hồng nhạt. Còn một mẫu màu hồng đậm nữa. Nhưng mà trong cái box này thì không có em màu hồng đậm. Em này có màu là pink, còn một em màu hồng đậm hơn. Người ta gọi là hot pink. Rồi, tiếp theo đây là một cái box từ eBay. Không phải của mình. Mình vẫn có nhận order đó, nên là bạn nào có nhu cầu ship hàng từ Mỹ về á, hãy cứ inbox mình nha, mình sẽ cho địa chỉ. Các bạn có thể tự mua bằng thẻ Visa của mình nữa đó. Tiếp theo, một em nào. À, em Barbie Fashionista số 157. Rồi, còn vài cục nhí. Cục nào của mình á thì sẽ khui ra, còn không phải thì chưa ra, tại vì các bạn vẫn hay order về địa chỉ của mình. Rồi, tiếp theo là một bóc thứ ba nha. Đây, khi mà vận chuyển từ Mỹ về bằng đường hàng không thì sau thời gian delivery tại kho tại Mỹ á, thì khoảng tầm 10 hôm cực kỳ nhanh luôn, là sẽ được vận chuyển về Việt Nam. Tại vì sau một thời gian 5-6 năm nhập hàng á, thì mình cũng chọn được những nhà vận chuyển mà người ta có thể đi hàng về một cách mau chóng như thế này luôn á. Thì đây cũng là một lợi thế của bên mình nữa nha. Nên các bạn cứ yên tâm, có gì muốn ship hàng nhanh lẹ hãy đến với mình nha. Rồi, bóc này nữa. Lô này là đa phần đều là những em Rainbow High Series 3 nè. Đây, Series 3. Đây là series mới nhất hiện nay. Một em Rose, tên là Daria Rosling. Đó, tên của em. Đó, hai em. Bóc này về gồm có hai em. Rồi, em tiếp theo sẽ là em Mint. Tên là Minto.
Đây, màu min luôn. Đó, thời trang của em cực kỳ xinh luôn nè. Đó, thấy không? Cực kỳ xinh luôn. Một em nữa. À, em này có màu là deep, deep, nhớ là em có cái màu gọi là deep gì nè. Tự nhiên quên. Đó, thùng sắp xếp gọn gàng như vậy á. Bởi vậy nên là cái chi phí vận chuyển của mình cũng được tiết kiệm. Tức là kho bên Mỹ người ta sẽ gỡ bớt những cái bốc giấy dư thừa đi, và khi vận chuyển về Việt Nam thì sẽ đỡ bớt cái chi phí vận chuyển cho các bạn. Bởi vậy nên giá của mình bán búp bê ra nó cũng rất là có lý. Đó, bạn có thể coi trên màn hình, nó là tên những em ha. Series này gồm có 6 em thì đợt này shop đều về đầy đủ cả 6 mã, 6 mặt em luôn. Với 6 bộ thời trang trên người và 6 bộ đi kèm á. Thì đa phần những cái mẫu này đều được những collector don sưu tập rất là nhiều luôn á. Cái mẫu đồ caro này cũng rất là xinh á. Còn đây là mẫu màu màu cam. Còn đây là mẫu màu tím đậm. À, đây là một em Barbie Fashionista số 155. Rất là xinh luôn. Hết thùng rồi ha. À, còn một bóc cuối không biết là gì trong này nhỉ? Mỗi lần khui bóc này cảm giác cũng thú vị lắm các bạn ơi. Cứ như là mình biết là những cái món đó mình sẽ mua và sẽ về. Tuy nhiên khi mà một em Tiny Whisk của Papi. Em này có tông hồng. Ôi xinh hồng. Đây mình bày biện ra cho các bạn xem hôm nay gồm những món gì về nha. Ôi xinh quá. Ồ em này mình cũng rất là thích luôn. Xin cảm ơn nha và hẹn các bạn vào clip sau nha.